Hello anh em và xin chào anh em quay trở lại với kênh của Rocket 2P nha. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em top 8 vị tướng đồn trú đánh đồng tốt nhất trong tựa game Rocket Kingdom ở năm 2023. Tại sao lại có video này nhỉ? Có lẽ là một trong những câu hỏi mà nhiều anh em cũng đặt ra lắm. Đó là làm thế nào để các bạn có thể phòng thủ được công trình của các bạn khi mà các bạn bị tấn công, khi mà các bạn bị swarm hoặc bị rally, các bạn sẽ có muốn một vị tướng gọi là đồn trú tốt để anh em có thể gọi là thủ công trình đúng không? Trong game này thì có rất là nhiều tướng thủ công trình. Tuy nhiên ấy, cái trường hợp mà các bạn dùng để thủ công trình, thủ thành phố thì nó khá là ít. Nên là nếu mà chúng ta chỉ thủ xong mà vứt đấy, hoặc là giả sử mà người ta không tấn công ấy, thì có phải là các bạn vứt luôn con tướng đó không? Vậy thì hôm nay top 8 vị tướng đồn trú đánh đồng tốt nhất sẽ là những vị tướng các bạn vừa có thể gọi là thủ thành phố tạm được ở một số giai đoạn, sau đó các bạn vẫn có thể mang ra đánh đồng rất là ngon mà không hề bị lãng phí nha anh em. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với top 8 nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ chỉnh cái bảng xếp hạng này một chút. Chúng ta chỉ chơi tướng tím với tướng cam đấy anh em. Và đối với hệ đồn trú thì chúng ta có lựa chọn đầu tiên ở đây, chắc chắn mình sẽ chọn con tướng tím, đó chính là con Kusunoki nha anh em. Kusunoki là một vị tướng cung đó, nhưng mà có khả năng đồn trú nha các bạn. Đương nhiên ấy, đó là tướng tím đồn trú thì có nhiều lắm, nhưng mà không phải con nào đánh đồng cũng ngon. Và đối với mình, top 8 con Kusunoki là hợp lý. Các bạn có cộng chỉ số cho cung thủ khá là cao tới từ chiêu chuyên môn, 15% chỉ số tấn công cung và 15% chỉ số thủ cung ở chiêu 1 đánh lan. Đồng thời xóa giải hiệu ứng khống chế và gây sát thương theo thời gian khá là mạnh. Các bạn có thêm một chiêu 4 có khả năng gây sát thương thêm mỗi giây 450 trong 2 giây, như vậy là 900 sát thương. Đó, Kusunoki đam khá là cao, đặc biệt giai đoạn đầu game khi người ta sử dụng nhiều bộ binh ấy, thì Kusunoki đánh đầu rất là tốt. Ở chiêu đồn trú Kusunoki thực ra khá là đơn giản thôi, các bạn chỉ có tăng sát thương đồn trú 7%. Nó không quá cao, nhưng mà đây là con tướng các bạn có thể lên ở đầu game để vừa gọi là thủ thành phố hoặc là vừa đánh đồng được nha anh em. Ở vị trí top 7 chúng ta sẽ có đây chính là Tôn Tử Tím nha mọi người. Quốc tướng tím của chúng ta không thể nào mà không có đây anh em ạ. Ở một chiêu 1 đánh lan 5 mục tiêu, hệ số lên tới là 800. Và chưa kể khi các bạn mắc vị tướng này ấy, thì các bạn còn gây thêm sát thương rất là tốt nhá. Các bạn có sát thương thêm đấy là 200 cộng 800, như vậy là 1000 sát thương, rất là nhiều 5 mục tiêu, và đặc biệt là trúng nhiều mục tiêu ấy, còn hồi nộ nữa. Chiêu đồn trú của Tôn Tử thì khá là đơn giản thôi, các bạn sẽ giảm sát thương nhận vào khi mà các bạn đồn trú đi 7%. Nếu con Kusu là tăng sát thương ấy, thì con Tôn Tử là giảm sát thương. Các bạn có một chiêu 3 giảm sát thương phải chịu tiếp tục xuống này, có sức khỏe bộ binh. Chiêu 4 là tăng 20% sát thương kỹ năng từ Tôn Tử. Tôn Tử đánh đồng là quá ngon rồi, nhưng đầu game anh em có thể dùng Tôn Tử để đồn trú cũng được. Đương nhiên là ở đầu game thì cái đồn trú nó chỉ áp dụng với trường hợp kiểu như là đối phương cũng yếu yếu thôi, chứ đối phương mà cầm kiểu hơi thở của tiền rally các thứ là anh em cũng toang thôi anh em nhé. Nhưng mà các bạn vẫn có thể dùng hai tướng này để đồn trú tạm đối với những trường hợp mà gặp mấy ông mà cũng mới biết chơi mà đi húc nhà các bạn ấy. Và chúng ta sẽ đi tiếp tục tới top 6 nha anh em. Top 6 chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là con Richard đệ nhất nha các bạn. Richard đệ nhất thì các bạn có thể thấy từ vòng quay may mắn ở cái giai đoạn khoảng 38 ngày tuổi khi mới mở Kingdom nha. Và đây là một vị tướng đồn trú nha anh em. Chúng ta hay dùng Richard để kéo man, nên là cứ tưởng con này là tướng man rợ, thực ra tướng đồn trú nha các bạn. Đó, Richard sẽ có một chiêu là tăng hiệu ứng chữa lành cũng như là giảm sát thương tháp canh phải chịu xuống ở cấp độ tối đa là 30%. Chiêu này rất là phế luôn anh em ạ. Đó, tháp canh nó gần như không có tác dụng gì trong game hết đó, nó chỉ để gọi là trang trí để nâng nhà thôi. Nhưng mà Richard là một tướng đánh đồng cũng rất là ngon khi mà các bạn sẽ có một chiêu hồi máu này kết hợp với lại giảm sát thương đối phương gây ra và làm chậm. Ngoài ra thì Richard các bạn còn dùng để kéo man rợ nữa. Các bạn mà hay xem Rocket 2P thì các bạn cũng thấy là mình kéo man rất là nhiều, và điều đó sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều kinh nghiệm này, rồi chưa kể là game cũng như là tăng tốc và vật liệu ở trong KVK nhé anh em. Ở chiêu 2 của Richard thì cũng giảm sát thương phải chịu này và thưởng sát thương phản công, và chiêu 3 thì tiếp tục tăng chỉ số của bộ binh. Tuy nhiên ấy, do Richard là tướng cam nên thực ra thì anh em chỉ nên lên nó khoảng 5511 hoặc là 5111 thôi, và cùng lắm các bạn mắc 3 chiêu đầu mình thấy đã mạnh lắm rồi. Còn chiêu 4 này của Richard thì thật sự rất ít trường hợp anh em dùng đến nha, tại vì cái tháp canh phế lắm anh em ạ. Ok, đến với top 5 chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là CM nhé anh em. Một vị tướng quá là nổi tiếng rồi, một vị tướng ngon nhất từ chìa và tới thời điểm hiện tại vẫn rất là nhiều người đam mê CM. Từ K1 đến K3, đây là một vị tướng được dùng rất là nhiều. CM có một chiêu đồn trú, các bạn sẽ thưởng phòng thủ tháp canh lên 10% và tấn công đồn trú lên 10%. Ở chiêu 1 các bạn sẽ có búp khiên này, búp khiên thì sẽ ngon hơn so với hồi máu của Richard nhá. Các bạn cứ hình dung là ví dụ các bạn có khoảng 200.000 lính đi đúng không? Các bạn bị đối phương đánh mất 100.000 lính, sau đấy con Richard nó hồi lính lại ấy, thì cái lượng lính đấy lại ra đánh nhau tiếp, thì như vậy nó lại tiếp tục bị thương nặng. Thì như vậy các bạn mà càng hồi máu nhiều ấy thì cái tỷ lệ các bạn bị thương nặng nó sẽ nhiều hơn, nên là cái hệ số khiên thì nó sẽ tốt hơn nha anh em. Hệ số khiên thì thay vì các bạn hồi lính lại, các bạn không chịu sát thương thì các bạn không bị thương nặng. Nói chung là khiên thì nó tốt hơn là hồi máu nha các bạn.
Đó, đối với CM thì các bạn có thể lấy được chìa vàng rất là sớm, nhưng mà để mắc con tướng này một cách miễn phí ấy, thì các bạn có lẽ có phải chơi liên tục khoảng 1.500 ngày ở kết hợp mở chìa liên tục. Các bạn muốn mắc sớm hơn thì các bạn có thể gọi là ăn thống đốc hùng mạnh nhất, mua gói ngày gì đó thì sẽ mắc sớm hơn nha anh em. Ở CM thì đồn trú rất là trâu, và đặc biệt là khả năng chiêu một tăng sát thương sau khi bạn búc khiên 30%, và chiêu chuyên môn thử sát thương phản công thì con CM này chống sở quan rất là tốt. Ở K123 mà các bạn có kiểu CM mắc thì nếp nhà rất là cứng nhá, kể các bạn thủ bằng CMZ hay CM Richard thì đều rất là mạnh. Tiếp theo chúng ta có một con quốc tướng khác ở vị trí top 4 nhá, đó chính là Z Song Z nha anh em. Con này thì quá nổi tiếng rồi, kéo man được, đánh đồng được, rally được và thủ nhà được luôn, quá toàn diện. Ở chiêu đồn trú của Di Song Di các bạn sẽ có là thưởng tấn công đồn trú và tháp canh lên 10%, còn lại bộ chiêu thức thì quá hợp để đánh đồng rồi. Các bạn sẽ có một chiêu vánh vòng tròn 5 mục tiêu, hệ số sát thương là 1.007, các bạn phải mắc chiêu này thì mới bắn vòng tròn được. Ngoài ra thì chiêu 4 các bạn tiếp tục được tăng sát thương kỹ năng lên 50%, giúp các bạn gây sát thương còn nhiều hơn cả khi đánh đồng lẫn khi đồn trú, rất là tuyệt vời luôn. Và một cái đặc điểm của con Di nữa đó là thực ra con Di này là tướng cung, nhưng mà cái chiêu cộng cho cung duy nhất của nó ấy lại là một chiêu phần trăm nó, nên là thực ra các bạn thủ nhà con này rất là ngon nhá, nhiều bộ nhiều kỵ gì cũng thủ được chứ không nhất thiết là phải nhiều cung. Vị trí top 3 ở đây thì chúng ta có luôn đó là Constantine đệ nhất. Vị tướng này thì các bạn có thể lấy được thông qua sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất ở cái giai đoạn KVK2 nha anh em. Về sau các bạn vẫn có nhiều cách để lấy vị tướng này, tuy nhiên thì ở đây là một con tướng có khả năng buff và debuff rất là tốt. Và trong tất cả những con tướng ngày hôm nay thì chỉ có duyết Constantine là một vị tướng đánh đồng ấy thì thiên về búp nha anh em. Các bạn có một chiêu búp rất là mạnh, cái vòng của con Constantine này rất là rộng luôn, và các bạn sẽ khiến cho mục tiêu bị giảm tấn công đi 40%, và các bạn lại giúp cho những đội quân xung quanh giảm sát thương nhận vào đi 10% nữa, rất là ngon luôn anh em. Chiêu 2 của Constantine ấy lại tiếp tục tăng tới 40% chỉ số sức khỏe bộ binh, nó giúp các bạn trâu bò hơn, búp được nhiều hơn. Thủ nhà thì Constantine cũng rất là trâu luôn, các bạn thấy là Constantine nó cộng chỉ số máu rất là nhiều, nên là những cái thành phố mà có nhiều bộ binh ấy các bạn thủ bằng kiểu Constantine CM thì cũng khá là ổn. Ngoài ra khi còn ít hơn 50% máu thì Constantine còn hồi máu rất là nhiều, hồi được đúng một lần nha các bạn, và hiệu ứng chữa lành sau đó sẽ giảm đi 30%. Tuy nhiên ấy, khi mà các bạn nhận sát thương kỹ năng khi mà khiên có hiệu lực ấy thì cái sát thương kỹ năng sẽ được giảm tới 40%. Vậy nên là các bạn mà thủ bằng kiểu Constantine CM rất là tốt, hoặc các bạn cầm cái phụ kiện đồng xu cho Constantine ấy thì bạn thủ thành phố cũng tương đối là ok. Và mình vẫn nhắc lại đó là các bạn chỉ thủ thành phố khi mà các bạn thật sự mạnh hơn người ta, hoặc là đối phương yếu nha các bạn, chứ còn nếu các bạn thủ nhà trước những đối thủ mà mạnh hơn ấy thì các bạn vẫn chết mà thôi nha anh em. Và đến với vị trí top 2 chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là Artemisian nha các bạn. Con tướng này là tướng ở map chinh phạt đấy nhá, chúng ta nãy giờ chỉ bàn về những con tướng ở KVK1 đến KVK3 mà thôi. Artemisia sẽ ở vị trí top 2. Artemisia sẽ có một chiêu đồn trú rất là hay, các bạn sẽ giảm sát thương đòn tấn công thường đi 10% khi mà các bạn bị rally. Và khi mà các bạn tấn công thường, khi mà đồn trú ấy thì các bạn lại tiếp tục có cơ hội giải giới mục tiêu trong 1 giây. Tức là trong 1 giây đó thì đối phương không thể tấn công thường được, nhưng mà đối phương vẫn phản công được nha. Nên là khi mà các bạn đồn trú ấy, các bạn thấy rằng không có cái turn nào mà đối phương không gây sát thương trắng cả. Nhưng mà lâu lâu ấy sẽ có những cái turn sát thương trắng nó tụt xuống chỉ còn khoảng một nửa thôi. Thì đó là khi mà cái chiêu 3 này của Artemisia được kích hoạt nhá. Con tướng này thì là con tướng cung rất là mạnh. Các bạn sẽ có một chiêu 1 ở hệ số sát thương 1.008, bắn 3 mục tiêu. Chiêu 2 các bạn lại tiếp tục có khả năng tăng phòng thủ và sức khỏe cung thủ lên tới là 20%, rất là nhiều nha. Những thành phố mà nhiều cung các bạn thủ bằng kiểu Artemisia rất là mạnh. Và chiêu 4 là một cái chiêu làm đến thương hiệu của Artemisia, khi mà các bạn còn dưới 50% nộ ấy thì các bạn sẽ có 50% tự câm lặng bản thân nha. Và sau khi bị câm lặng trong 3 giây như vậy thì sát thương được gây ra sẽ tăng lên 50% trong 5 giây. Thì trong khi các bạn bị câm lặng ấy, thực ra thì 80% nộ các bạn mất khoảng 1 giây 2 giây là các bạn lên 100 nộ rồi, đúng không? Và khi các bạn lên 100 nộ thì các bạn bắt đầu ra chiêu, thì khi mà các bạn ra chiêu ấy thực ra các bạn chỉ bị chậm khoảng 1 giây đến 2 giây thôi, chứ không nhất thiết là bị chậm đến 3 giây như là ở trong cái ghi này đâu các bạn ạ. Và khi mà các bạn ra chiêu ấy thì các bạn tăng 50% sát thương ở tấn công thường này, rồi skill của Artemisia này và skill của tướng phụ nữa rất là mạnh nhá. Con này bắn sát thương đỏ rất là cao. Và chiêu chuyên môn Artemisia là một chiêu rất là nhiều tranh cãi, rất là nhiều anh em hay hỏi đó là cái chiêu này thì búp sát thương cho ai. Thực ra chiêu này thì búp sát thương cho địch nha các bạn, tức là các bạn sẽ có 10% cơ hội khiến địch mất máu 400 mỗi giây trong 3 giây. Tuy nhiên trong 3 giây đó thì địch lại được tăng sát thương kỹ năng 15%, nên nó kiểu khá là kỳ lạ anh em. Rồi, và Artemisia đã xong vị trí top 2. Và vị trí top 1 đánh đầu chúng ta sẽ có đó là con Amanitor nha. Đó, Amanitor hiện tại các bạn mà đánh đầu với Artemisia vẫn là một con tướng rất là mạnh, rất là trâu luôn. Các bạn sẽ có một chiêu hệ số sát thương là chỉ có 1.003. Tuy nhiên ấy, các bạn sẽ có
tăng 20% sát thương trong 3 giây sau khi các bạn dùng cái skill của Almanitor. Cái đặc điểm làm với thương hiệu của vị tướng này tới từ chiêu chuyên môn, các bạn sẽ được miễn nhiễm câm lặng và kỹ năng chủ động của bạn ấy sẽ làm giảm nộ của mục tiêu đi trong 2 giây, 100 nộ mỗi giây nha anh em. Đó thì khi mà Almanitor kết hợp với Artemisia ấy, các bạn vừa có một cặp tướng ra chiêu nhiều khi các bạn không bị câm lặng tới từ cái chiêu Artemisia, và các bạn lại vừa khiến đối phương ra chiêu chậm hơn nữa. Con này đép thành phố rất là khỏe cho anh em, các bạn mà có kiểu Almanitor Artemisia đép ấy, nhưng mà chỉ áp dụng với nick chuyên cung mà thôi, chứ còn những thành phố mà kiểu ví dụ 1 triệu bộ, 1 triệu kỵ, 1 triệu cung đép không khỏe lắm, kiểu 3 triệu cung còn hai loại quân kia rất là ít ấy, thì mình thấy là cặp Almanitor với Artemisia đép rất là khỏe nhá. Các bạn tiếp tục có tấn công cung 40% này, sát thương gây ra cho bộ binh thêm 5% này. Chiêu 3 thì khi các bạn đồn trú thì các bạn có thưởng phòng thủ cung thêm 20% nữa, và các bạn sẽ có cơ hội giải trừ toàn bộ hiệu ứng tăng cường tấn công đang duy trì trên mục tiêu. Và chiêu 4 cũng là một chiêu rất đặc biệt của Almanitor, đó là các bạn sẽ có phản sát thương kỹ năng. Ở chiêu này thì các bạn đánh đồng hay rally thì nó đều có tỷ lệ kích hoạt cả nha anh em. Tuy nhiên ấy, khi đánh đồng ấy thì các bạn chỉ có cơ hội phản một lần thôi. Còn khi mà các bạn đem đi đồn trú ấy thì các bạn sẽ có khả năng kích hoạt phản sát thương lên tới là 3 lần nha anh em. Đó, rất là cao. Thì cái chiêu này ấy, các bạn mỗi khi nhận sát thương kỹ năng thì chắc chắn nha các bạn, chắc chắn là các bạn sẽ phản sát thương kỹ năng ở tối đa là 800 cho 3 mục tiêu trong hình cánh quạt phía trước. Và nếu các bạn đồn trú thì các bạn sẽ có thêm 50% tỷ lệ phản lượt 2 này và 20% tỷ lệ phản lượt 3. Nó chiêu này rất là mạnh. Và đánh đồng thì chỉ kích được một chiêu thôi. Tuy nhiên các bạn mà cánh kiểu Almanitor Artemisia đánh đồng ấy thì rất là ok nha anh em. Đó, như vậy thì Almanitor sẽ là vị tướng top 1. Và mình sẽ cho thêm một lựa chọn danh dự nữa mà mình cũng nghĩ là rất là thú vị, đó chính là con Heraclius nha anh em. Đây là một vị tướng mới chuẩn bị được ra mắt hết tuần sau thôi. MGE là con Heraclius này các bạn có thể triệu hồi được. Mình thì chắc là cũng có một suất triệu hồi con này thôi anh em, tại vì đánh Kingdom chết thì nó khá là dễ. Chiêu 1 của Heraclius các bạn sát thương vòng tròn giống Theodora, và các bạn sẽ nhận được lá chắn hùng mạnh. Đó, các bạn nhận được một cái khiên rất là mạnh luôn, hệ số sát thương 1200. Chiêu 2 các bạn được tăng sức khỏe 30%, và khi mà các bạn thủ thành phố ấy, thì các bạn còn nhận được nhiều sát thương hơn nữa. Đối với chiêu 3 thì các bạn lại tiếp tục có thưởng sát thương kỹ năng. Chiêu 3 này thì có tác dụng trên cả open field nha anh em. Khi dùng kỹ năng chủ động thì các bạn lại nhận được thêm lá chắn. Đó, thì khi mà con Heraclius này này nó ra chiêu này, rồi con tướng đi cùng với Heraclius ấy nó ra chiêu, các bạn lại nhận được thêm một lượt khiên nữa. Rồi ví dụ những con tướng có khả năng ra chiêu nhiều lần như là Zhuan Pei này, như kiểu là Haran này, thì các bạn lại nhận được khiên nhiều lần nha anh em. Chiêu này mình dự đoán khá là bá khi đánh đồng. Và chiêu 4 thì các bạn sẽ mất đi hai cái khả năng, đó là tăng phòng thủ và tăng tấn công của đội quân. Tuy nhiên ấy, thì cái vế sau đó là khi mà các bạn có khiên thì các bạn sẽ có xác suất phản lại sát thương rất là mạnh nhá. Sát thương phản lại lên tới là 1000. Chiêu này thì mình thấy ghi ở đây là không cần đồn trú, có nghĩa là đánh đồng kích hoạt được. Đó, và chiêu cuối các bạn cũng không cần đồn trú luôn. Các bạn có 10% giảm sát thương gần với công thường. Và khi mà bạn chứa mic chúp ấy thì các bạn sẽ có khả năng giảm sát thương đi thêm 20%. Đó, như vậy anh có thể thấy là con Heraclius này, cái chiêu 1 đánh lan 5 mục tiêu sát thương nó hơi bé. Tuy nhiên thì cái bộ chiêu của nó cộng khá là nhiều chỉ số đánh open field nha. Chiêu 2 là 30% máu này. Chiêu 3 ở đây chúng ta có là khả năng thưởng sát thương kỹ năng và búp lá chắn nha, rất là mạnh. Và chiêu 4 các bạn lại tiếp tục có khả năng phản sát thương khi có khiên. Con này sẽ có khiên liên tục luôn đấy anh em, bởi vì cái chiêu 1 đấy nó sẽ ra khiên liên tục luôn. Và chiêu chuyên môn lại tiếp tục giúp các bạn trâu hơn nữa. Heraclius mình đang nghĩ là con này đánh đầu khá là tốt, đặc biệt là các bạn kết hợp với những con tướng mà cần cái hiệu ứng khiên khi đánh nhau. Ví dụ như kiểu Quan Vũ này, Quan Vũ cứ mỗi khi các bạn kích khiên ấy, các bạn sẽ tăng sát thương kỹ năng 50%, có thể là Quan Vũ đi chính, Heraclius đi phụ. Hoặc là hot nhất trong thời gian gần đây mà cũng gây nhiều tranh cãi nhất ấy, đó chính là con Sargon nhá. Sargon khi mà các bạn có khiên ấy, nó cũng rất là mạnh anh em. Khi mà Sargon có khiên thì cái chiêu chuyên môn này của Sargon này sẽ tăng nhiều cái debuff đại đế hơn lên người đối phương. Nó mà với khả năng búp khiên liên tục của Heraclius ấy kết hợp với Sargon thì mình nghĩ là cặp đôi này kiểu cũng khá là bá đấy. Ok, và vừa rồi mình vừa mang đến cho anh em top 8 vị tướng hiện đang có ở trong game, vừa đồn trú và vừa đánh đầu mạnh nhất. Đồng thời thì với một vị trí danh dự là Heraclius, mình cho rằng đây cũng là một vị tướng đồn trú và vừa đánh đồng được. Ví dụ mà anh em đang cần một con tướng thủ thành phố mà chưa lên con tướng nào mà vẫn muốn có một con tướng để đánh đồng được thì Heraclius mình nghĩ là một lựa chọn tốt nha. Điều này thì thực ra cũng chưa chắc chắn lắm đâu các bạn, bởi vì chúng ta cần phải chờ con tướng này ra mắt để mình có thể test cho anh em đó là cái chiêu 4 này nó có kích hoạt trên đồng không. Đó thì nó rất là mạnh nha các bạn, nó không hề yếu nha. Sát thương chưa một bé nhưng mà tổng thể bộ skill của Heraclius ấy cung cấp cho anh em khi đánh open field thì không hề cùi bắp nha các bạn. Ok, và nếu anh em không muốn bỏ lỡ những video hướng dẫn tiếp theo về The Game Kingdom thì hãy để lại một like đăng ký kênh để ủng hộ Rocket HP, và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.